Quý vị đang theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ ba tuần thứ ba của tháng. Thưa quý vị, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động từ các đoàn thể xã hội, sự giúp đỡ của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của chính hộ nghèo, công tác giảm nghèo ở Bà Rịa Vũng Tàu thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó không thể không nhắc đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, những người cán bộ luôn gần dân, sát dân và lắng nghe dân. Nhiệm kỳ 6 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã xây dựng hơn 600 mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí gần 9,87 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần cùng cấp ủy và chính quyền thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia. Giảm hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh còn 1.138 hộ, chiếm tỷ lệ 0,35% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo vận động hỗ trợ giúp đỡ người nghèo đã phát huy mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Phương thức vận động giúp đỡ có nhiều đổi mới. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp vừa vận động trực tiếp các nguồn lực thông qua Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ An sinh xã hội, vừa chủ trì kết nối để các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo và các địa phương còn khó khăn. Nhiệm kỳ qua, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã huy động hàng ngàn tỷ đồng, trong đó vận động xây dựng Quỹ Vì Người Nghèo trên 117 tỷ đồng. Mặt trận các cấp trong tỉnh, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng được hàng trăm mô hình hỗ trợ trực tiếp về vốn, cây con giống, phương tiện sản xuất cho các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những năm qua, các mô hình hỗ trợ nhìn chung đều hiệu quả, từ đó đã giúp nhiều người vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Chăm lo cho hộ nghèo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Thực hiện phương châm chung tay vì nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong nhiệm kỳ qua thì Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp đồng bộ chặt chẽ để triển khai hơn 650 mô hình giảm nghèo với giá trị hơn 9,7 tỷ đồng để hỗ trợ cho gia đình nghèo, người nghèo. Qua đó thì đã cùng góp phần với lại cấp ủy đảng, chính quyền ở trong toàn tỉnh thực hiện tốt cái chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Nói lên thì cũng có nhiều cái mô hình rất là ý nghĩa thiết thực. Ví dụ như là mô hình tấm vé nghĩa tình ở thành phố Vũng Tàu, rồi mô hình con giống nhân đôi của huyện Châu Đức. Là một trong hai hộ nghèo đầu tiên của xã Đá Bạc, huyện Châu Đức được trao bò giống mô hình nhân đôi con giống do Mặt trận Tổ quốc xã Đá Bạc triển khai. Sau 4 năm chăm sóc, gia đình chị Cao Thị Hồng Phượng, ngụ tổ 3, thôn Phước An đã có 4 con bò to khỏe. Chị Phượng cũng đã hoàn lại cho Mặt trận Tổ quốc xã một con bò giống để trao cho hộ khó khăn khác. Là bên hộ nghèo là địa phương cho con bò mẹ, là để từ đó là chăm sóc hàng ngày, thì ở nhà chăm bé rồi chăm sóc bò rồi hàng ngày vậy. Rồi bò mẹ sinh sản ra thì cái nguồn đó, nguồn con bò mẹ đẻ ra vậy, là còn cái con bò con đó là giao cho cái hộ khác nữa. Là hiện giờ là em còn được là 4 con. Ở thôn Quảng Phú, ngay bên cạnh, ông Tạ Quang đang chăm sóc con bò giống được trao từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đá Bạc. Và đây là nguồn bò giống được nhân từ con bò ban đầu trao cho hộ chị Cao Thị Hồng Phượng. Bò giống nhà ông Quang giờ được 1 năm tuổi, đã phối giống thành công.
riêng về cái chăn nuôi thì mình đánh giá rằng rất phù hợp với bà con, riêng là những hộ nghèo đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Mình đi khảo sát cùng với ban tắc mặt trận thôn, khảo sát những hộ nghèo tại các đơn vị trên 6 địa bàn thôn. Thì khi khảo sát được, bản thân tôi khảo sát được tới 4 hộ, thì trong đó thì rà soát được 2 hộ có khả năng là trao con giống để nhân đôi con giống. Mô hình này được triển khai thì từ năm 2021, thì đến nay là 4 năm, thì hiện nay đã được từ cho 2 hộ, thì đến nay tiếp tục 2 hộ đã được thụ hưởng. Thì cái mô hình này thì đang tiếp tục, sẽ triển khai tiếp tục cho những hộ mà năm 2023 vừa rồi thoát nghèo. Tại thành phố Vũng Tàu, lồng ghép chương trình an sinh xã hội với các chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố, từ năm 2022 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã triển khai mô hình kết nối yêu thương, trao sinh kế. Trong hai năm 2022 và 2023, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các phường xã đã vận động nhà hảo tâm và trích từ quỹ vì người nghèo, trao vốn sinh kế khởi nghiệp, trao con giống, cây trồng, vật tư cho 97 hộ nghèo với tổng trị giá gần 900 triệu đồng, trung bình từ 5 đến 20 triệu đồng mỗi hộ. Đây là những hộ gia đình được các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, ban dân tộc tôn giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường xã lựa chọn và đề xuất Mặt trận thành phố cấp vốn giúp phát triển kinh tế gia đình, vượt lên thoát nghèo bền vững. Các hộ gia đình đã sử dụng số tiền hỗ trợ để mua con giống, mua máy bơm tưới rau, máy vắt sổ, xe đạp, đầu tư phương tiện phục vụ buôn bán nhỏ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu rất là quan tâm tới các hộ nghèo, hộ khó khăn, đặc biệt là xây dựng các cái mô hình giảm nghèo bền vững để hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, kinh tế ngày càng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó chúng tôi đã phát động cái mô hình kết nối yêu thương, trao sinh kế cho hộ nghèo. Chúng tôi sẽ trao vốn và thậm chí là chúng tôi sẽ kết nối với những cái khoa học kỹ thuật hoặc là về cái nghề để cho cái hỗ trợ cho hộ nghèo có một cái nghề sinh kế và thoát nghèo bền vững. Phải nói là cái mô hình này trong thời gian qua trên địa bàn thành phố đã được các mạnh thường quân cũng như là các cái hộ nghèo rất là ủng hộ, đồng lòng, chung tay, và đến nay những cái mô hình này đạt kết quả rất là tốt và cũng mang lại một cái giá trị rất là lớn trong công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố. Từ những mô hình giảm nghèo hiệu quả được triển khai, các địa phương trên toàn tỉnh cùng thi đua học hỏi, nhân rộng những cách làm mới để áp dụng tại địa phương mình. Có thể kể đến mô hình hỗ trợ ngư lưới cụ cho ngư dân được triển khai tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Anh Hoàng đi biển rồi hả chị? Dạ, đi biển rồi. Cái này vô mùa lưới ghẹ rồi ha? Dạ, đang chuẩn bị vô, giờ thắt con đâm xuống. Từ hôm nhận hỗ trợ của ngư lưới cụ của tỉnh đó, rồi gia đình mình đánh bắt được khá không chị? Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ cho gia đình của bên gia đình đây cũng bớt công qua cái cảnh khổ, cũng thoát nghèo. Vậy là anh Hoàng sáng đi biển hay là chiều tối đi giấc nào không chị? Dạ, con đi khoảng 3 giờ sáng đến 8 giờ sáng vô. Rồi hai vợ chồng làm vậy rồi mình có đủ trang trải trong cuộc sống bình thường không? Nói chung là nhìn nó đủ thì nó chỉ không đủ, nhưng mà tích lũy cho con cái thì nhìn ăn uống ít một tí cũng đủ. Tại vì ngày tiết làm giờ ít á, cứ như giờ ghẹ chưa vô mùa á, ngày làm có khoảng 200-300 là đủ tiền chi phí trong gia đình thôi. Trước thực trạng hộ nghèo của địa phương, trước năm 2024 thì tổng số hộ nghèo trên địa phương phải nói là rất là cao trong huyện. Năm 2023 thì có 300 hộ nghèo, thì với chủ trương của cấp ủy và chính quyền để vận động người dân và hỗ trợ người dân để thoát nghèo bền vững, chúng tôi cũng hỗ trợ là thoát nghèo từ 300 hộ xuống còn 39 hộ. Trong đó thì Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ sinh kế cho 28 hộ bằng các cái phương tiện sản xuất và trao vốn. Trong đó thì hỗ trợ ngư lưới cụ cho ngư dân kết hợp với tuyên truyền về biển đảo,
trong ngư dân thì chúng tôi hỗ trợ được 4 hộ với cái nguồn vốn từ quỹ người nghèo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Gia đình em là hồi trước giờ cũng làm biển. Giờ em có vợ, em lập nghiệp, em cũng làm biển. Nhưng mà dạo này kinh tế nó cũng khó khăn, cái hộ của em nó cũng khó khăn. Cho nên được ủy ban với cán bộ hỗ trợ. Được nhà nước hỗ trợ thì em cũng được 1-2 phần tiền lưới cụ vài tháng, cũng có thu nhập hơn mọi năm. Nhà nước hỗ trợ 10 triệu thì cũng góp được phần nhỏ nhỏ, cũng như cho tụi em cũng được vươn lên chút đỉnh. Đến thời điểm này, qua thống kê, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn 1.138 hộ nghèo chuẩn tỉnh, chiếm 0,35% dân số toàn tỉnh. Qua phân tích, trong số này có 950 hộ rất khó khăn, khó có khả năng thoát nghèo, gồm những người neo đơn, người đơn thân nuôi con, hộ gia đình có người khuyết tật, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đang thực hiện rà soát hộ nghèo để từ đó đề ra các giải pháp cụ thể. Để tiếp tục thực hiện cái công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh cho cái năm 2024 và năm 2025, thì mặt trận tỉnh đã chủ động với phối hợp với các sở ngành như là Sở Lao động Thương binh Xã hội, các sở ngành liên quan, rồi Ủy ban dân các huyện phối hợp để triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát, thống kê để nắm chính xác các cái hộ nghèo ở trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở này là sau khi điều tra thống kê kỹ về cái nhu cầu của hộ nghèo, người nghèo như là vay vốn, như là cần cây con giống và các cái nội dung khác như là việc làm hoặc là học nghề v.v. Trên cơ sở đó thì mặt trận tỉnh phối hợp với các sở ngành và các địa phương để xây dựng cái chương trình kế hoạch cụ thể để kịp thời hỗ trợ trực tiếp để tạo cái động lực cho hộ nghèo có cái điều kiện để làm ăn, đầu tư vào cái việc phát triển kinh tế gia đình, làm sao đó là tạo điều kiện tốt nhất để cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Trong lúc này, Mặt trận Tổ quốc các xã phường thị trấn trong tỉnh đang triển khai những mô hình mới hướng về những hộ mới thoát nghèo nhưng vẫn còn khó khăn, nguy cơ tái nghèo cao. Mô hình tiếp sức nuôi dưỡng hộ thoát nghèo là người già neo đơn của Mặt trận Tổ quốc xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức là một trong những điểm sáng. Xã Suối Nghệ có 18 hộ nghèo chuẩn tỉnh, thì cuối năm 2003 là đã xét thoát nghèo 18/18 hộ. Tuy nhiên sau khi thoát nghèo thì trong số 18 hộ đó có 4 hộ vừa mới thoát nghèo nhưng lại trong hoàn cảnh là lớn tuổi, quá sức lao động và là sống một mình neo đơn. Trước tình hình đó thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy là xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện cái mô hình tiếp sức để nuôi dưỡng hỗ trợ cho các cái hộ neo đơn này. Hôm nay chúng tôi đã qua quá trình vận động các cái tổ chức tôn giáo, các cái mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ, thì ngày hôm nay chúng tôi tổ chức cái ra mắt cái mô hình tiếp sức nuôi dưỡng các cái hộ nghèo là thuộc cái diện già neo đơn trên địa bàn xã. Song song đó, Mặt trận Tổ quốc xã Suối Nghệ tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức trao vốn, cây con giống, tư liệu sản xuất cho hộ mới thoát nghèo. Hiện nay thì nói chung là thôn Đức Mỹ có hai cái mô hình là mô hình bò giống và mô hình dê giống. Thì qua khảo sát là các hộ là nói chung là nuôi là phát triển đàn. Chẳng hạn như là cái hộ của chị Ngô Thị Hường đây là nuôi bò, thì hồi lúc mình cho là một con, bữa nay đã sinh ra được thêm một con bò cái nữa. Và hộ của chị Hồng cũng vậy, là con bò cũng là được một con thì bữa nay cũng được hai con. Và cái hộ của ông Cao Hoạt thì hồi đó là mình cho là 4 con dê thì bữa nay là sản sinh ra là 13 con dê rồi. Với vai trò là cầu nối giữa đảng và nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đồng hành và có nhiều hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Tham gia công tác giảm nghèo bền vững, trong nhiệm kỳ qua, mặt trận các cấp đã có nhiều cách làm hiệu quả, không chỉ giúp nhiều hộ thoát nghèo mà còn giảm nguy cơ tái nghèo. Cho cần câu hơn cho con cá,
được mặt trận xác định là phương châm hỗ trợ chủ yếu và cho thấy cách làm mới trong công tác giảm nghèo với sự tham gia của mặt trận. Chuyên mục Đại đoàn kết giới ghi nhận cho những kết quả trong công tác giảm nghèo qua 5 năm, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.